Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều ngày 26 tháng 6, bốn người đi trên hai xe gắn máy chạy tới trước quán hớt tóc số 613 đường Nguyễn Giang Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh thì dừng lại. Lúc này hai nam thanh niên xuống xe bước vào quán, còn một nam thanh niên và một cô gái ngồi lại trên xe. Khi hai thanh niên kia vừa đẩy cửa bước vào thì một trong hai người liền rút hung khí lao tới đâm tới tấp vào người anh Trần Ngọc Một, 26 tuổi quê Quảng Ngãi. Bị đâm bất ngờ, anh Một dùng chạy lên lầu thoát thân, còn hai đối tượng đa xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Một đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Nhận tin báo, công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera của quán hớt tóc truy tìm đối tượng gây án.